ngày 9 tháng 9, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang điều tra, xác minh làm rõ thông tin vụ nghi gian cảnh va quẹt trên đường Võ Nguyên Giáp gây xôn xao. Trước đó, sáng cùng ngày, một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải thông tin kèm clip hình ảnh vụ việc một đối tượng nghi gian cảnh va quẹt xe để lấy tài sản người dân trên đường Võ Nguyên Giáp. Theo nội dung đoạn clip ghi lại, một thanh niên đi xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần mũi tàu chung cư The Vista thì tông vào đuôi xe máy của một người phụ nữ đang dừng nghe điện thoại. Vụ việc khiến cho người phụ nữ, nam thanh niên cùng phương tiện té ngã xuống đường. Nam thanh niên đứng dậy cự cãi với người phụ nữ và cho rằng mình đi đúng. Lúc này, một số người dân và tài xế xe ôm công nghệ dừng xe và đến đỡ các nạn nhân. Sau đó, một tài xế ô tô dừng lại đi xuống khu vực tai nạn thì nam thanh niên bắt đầu thay đổi thái độ với người phụ nữ. Nam tài xế ô tô nghi vấn đây là đối tượng gian cảnh va quẹt nên tìm cách tách người phụ nữ và nói cô nên rời đi. Đoạn clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận chia sẻ. Hầu hết mọi người mong cơ quan công an làm rõ vụ việc. Nếu đúng là hành vi gian cảnh va quẹt với người đi đường thì lực lượng chức năng nên xử lý. Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị làm rõ thông tin nói trên.